Ơi, cái gì mà khổng lồ quá các bạn ơi. Ai, ai, da, cái gì đây các bạn? À, đây là một cái chiếc xe đồ chơi các bạn ơi, xe đồ chơi khổng lồ, dính cát rất là nhiều luôn. Để mình đổ cát ra nha. Ôi các bạn ơi, ở trong cái lồng này có chứa những cái món đồ chơi nữa các bạn. Ôi đẹp quá, đẹp quá các bạn ơi. Để mình lấy những cái chiếc xe bên trong ra nha. Xe gì đây các bạn? Đây là một cái chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Xe này là xe buly. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình ra đây, mình phát hiện ở trước mặt mình có một cái đống cát đá nha các bạn. Rồi hôm nay mình mời các bạn đào cát đá chơi với mình nha. Thôi mình sẽ lại đây, mình đào cái đống cát này. Trên tay mình thì có một cái xẻng xúc cát nè. Mình sẽ xúc cát chơi nha các bạn. Một cái đống đất cát rất là to luôn các bạn. Mình đào nha. Ơi, ơi các bạn ơi, các bạn, mình đào mình thấy cái gì nè các bạn ơi. Trời ơi, cái gì mà vàng 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 nè các bạn. Để mình đào nha các bạn. Để mình đào nha. Cái gì mà khổng lồ quá các bạn ơi. Ai, ai, da, cái gì đây các bạn? Đây là một cái chiếc xe đồ chơi các bạn ơi, xe đồ chơi khổng lồ, dính cát rất là nhiều luôn. Để mình đổ cát ra nha. Ôi các bạn ơi, cái trong cái lồng này có chứa những cái món đồ chơi nữa các bạn. Ôi đẹp quá, đẹp quá các bạn ơi. Để mình lấy những cái chiếc xe bên trong ra nha. Xe gì đây các bạn? Đây là một cái chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Xe này là xe buly. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ lấy ra coi. Một cái chiếc xe buly. Còn đây là một cái chiếc xe cẩu múc cát nha. Toàn là xe buly rồi các bạn ơi. Hình như đây là một cái chiếc xe chở thú đó các bạn. Xe chở thú hay sao á, rất là to và đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ những cái chiếc xe này vô đây lại nha. Rồi mình đóng nắp lại. Ôi ha, mình mở cái cabin này ra được luôn các bạn ơi. Tháo cái này ra luôn được không? Wow, mình tháo anh tài xế này ra được luôn các bạn. Mình lắp anh tài xế lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ để ra đây nha. Bây giờ mình sẽ đào tiếp nha các bạn. Rồi mình thấy ở đây có một cái bánh xe nữa nè các bạn ơi. Ở đây có cái bánh xe nè. Mình đào tiếp tục nha. Trời quá các bạn. Rất là to luôn các bạn ơi. Lấy mình lấy rất là cứng luôn á. Là đồ chơi. Là đồ chơi nè các bạn. Chiếc xe này rất là khổng lồ luôn á các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, đây là một cái chiếc xe cần cẩu múc cát. Trời ơi, chiếc xe này thật là to nha các bạn. Ở dưới đống cát này có những cái món đồ chơi thật là to luôn đó các bạn. Wow. Bây giờ mình sẽ xây lại thì mình thử mình xúc cát ra được không nha các bạn. Xúc cát nè. Bươi ra nha. Đó, chiếc xe này rất là to. Chiếc xe này thì có hai màu nha các bạn. Màu xanh lá cây và màu vàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cái món đồ chơi này ra đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đào nha các bạn ơi. Mình đào nha. Hình như đây là một cái chiếc xe cẩu múc cát nữa nè các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều đồ chơi luôn nè các bạn thấy không? Rất là nhiều. Mà toàn đồ chơi đẹp không rồi các bạn ơi. Đẩy lên. Lên rồi các bạn ơi. Đây. Bị sức cái này ra luôn rồi các bạn. Bị sức cái vành này ra luôn rồi.
Những chiếc xe này lắp cát rất là nhiều ngày luôn các bạn ơi. À, mình lắp cái này lại nha. Rồi, mình đã lắp thành công. Đây là một cái chiếc xe cẩu múc cát nha các bạn. Đây, để mình làm múc cát cho các bạn xem nè. Múc cát. Đó. Rồi, các bạn ơi, mình thấy đây có chiếc xe gì nữa nè các bạn. À, xe gì đây? Ý. Ai. Trời ơi, đây là một cái chiếc xe tải chở cát nha các bạn. Xe tải chở cát nè. Xe tải chở cát thì có hai cái màu nha. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái cẩu múc cát này, múc cát lên nha. Múc cát lên, đó. Ý, đổ luôn rồi các bạn ơi. Múc cát tiếp. Rồi, mình chạy đi đổ nha. Rất là đẹp luôn đó các bạn. Rồi mình để ở đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình dùng cái xẻng này để mấy đồ chơi này qua đây đi. Mình tiếp tục mình đào nha. Rồi chiếc xe này là xe gì đó các bạn? Rồi chiếc xe này to lắm nha các bạn ơi. Xe gì đây, đây đây các bạn. Ôi, đây là một cái chiếc xe cứu hỏa nè các bạn ơi. Ôi, xe cứu hỏa thang. Ôi, ở đây có một cái cầu thang rất là dài luôn đó các bạn. Nè, cái này có thể lắp gáp là được luôn các bạn ơi. À, một cái thang gấp ha. Ôi, xe cứu hỏa này đẹp quá. Xe cứu hỏa này thì có rất là nhiều bánh nha các bạn. Một bánh, hai bánh, ba bánh, 4, 5, 6 cái bánh luôn các bạn ơi. Ha, xe cứu hỏa có hai màu nha, màu đỏ và màu vàng cam nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây nha. Để đây. Mình sẽ dùng cái xẻng này mình đào đồ chơi tiếp thôi. À, ở dưới đây thì có rất là nhiều đồ chơi nha các bạn. Không biết là còn không các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình đào cũng rất là nhiều rồi đó. Trời ơi, ở đây còn nữa các bạn ơi. Ôi, chiếc xe này thật là khổng lồ luôn nè các bạn. Mình sẽ cố gắng mình đào chiếc xe này lên nha. Ơi, chiếc xe này đẹp lắm các bạn. Lấy lên nè. Rất là nặng luôn các bạn ơi. Rất là nặng luôn. À, đây là xe gì đây các bạn? Rất là nhiều bụi các bạn ơi. Đây là một cái chiếc xe ô tô máy xúc nha các bạn. À, xe này thì có hai cái đầu luôn nha các bạn ơi. Hai cái đầu luôn á. Một cái đầu xúc cát nè. Đầu này là để xúc cát nha các bạn. Đó. Xúc cát nè. Đầu này để xúc cát. Còn cái đầu này là để múc cát nha các bạn. Để múc cát nè. Nhìn đó. Trời ơi, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Xe này rất là đẹp luôn á. Xe này thì có 4 màu lận nha các bạn. Màu xanh lá cây nè, màu xanh nước biển nè, màu vàng và màu hồng nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ để ở đây nha. Tiếp tục bây giờ mình sẽ lấy cái xẻng này mình đào tiếp coi coi còn không. Ui, ui các bạn ơi. Hình như là mình thấy mình đụng đồ chơi nữa nè các bạn. Đụng đồ chơi rồi. Ê, lấy lên nha. Dài. À, những món đồ chơi đó bị chôn sâu lắm nha các bạn. Rất là sâu luôn á. Đây là một cái chiếc xe. Xe gì đó các bạn ơi? Hình như là một cái xe giống như một cái chiếc xe tăng vậy đó các bạn. À, xe gì đó. Ý, trời ơi. À, bên trong có một cái con robot nữa nè các bạn. Ô, xe này bắn súng nha các bạn ơi. Có những cái khẩu súng trên đây nè các bạn. Pháo nè. Trời ơi, rất là ghê luôn á các bạn. À, bên trong thì có một cái con robot nè các bạn ơi. Trông giống như một cái chiếc xe địa hình đó các bạn. Đây nè, để mình lắp lại coi. Đó. Các bạn đụng ở đây là nó văng lên. Đó, rất là hay nha các bạn. Wow.
Xe này đẹp quá nha các bạn. Rồi mình sẽ để đây nha. Tiếp tục bây giờ mình đào ơi, coi còn không. Các bạn ơi đây còn nữa các bạn ơi. À mình thấy đây có một cái cây súng gì nè. Hình như là một cái cây súng. Để mình đào nha. Ý. À, cái gì đây? Siêu nhân hả ta? À, không phải siêu nhân các bạn ơi, đây là Ben 10 nha các bạn. Một anh Ben 10 nha. Ben 10 đang cầm một cái khẩu súng nè các bạn. Đó. À, rất là ghê luôn. Đây mình xem coi anh này hoạt động được không. Bị gì rồi các bạn ơi? Bị gì rồi? Đây là một anh Ben 10 nha các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn ơi. Đang cầm một cái khẩu súng nè các bạn, đang ngắm bắn cái gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ để đây nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái xẻng này mình tiếp tục mình đào coi còn đồ chơi không nha các bạn. Rất là sâu luôn á các bạn ơi. Sâu lắm. Không biết là còn đồ chơi không. Mình sẽ đào một cái hố ở đây là thật là to luôn nha các bạn. Để mình tìm đồ chơi nha. Cái hố này mình đào rất là to luôn các bạn. Trời ơi, giống như một cái hố bơm luôn các bạn ơi. Hình như là ở đây còn nè các bạn ơi. Vẫn còn xe đồ chơi nha các bạn. Đây là một cái chiếc xe bu ly nữa các bạn ơi. Xe bu ly container nè các bạn. Container bullet nè, có cái chữ cảnh sát nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để này nha. Vẫn còn đồ chơi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiên trì mình đào, mình kiếm đồ chơi nha. Ở đây có nè các bạn ơi. Ở đây vẫn còn nha. Đây xe đồ chơi nè các bạn. Đây là một cái chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Xe bully cứu hỏa nha. Chiếc xe này nhìn nó dễ thương quá các bạn. Có mấy con mắt nè. Nhìn dễ thương ha. Rồi mình sẽ để đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đào coi. Coi còn không. Các bạn ơi mình thấy nữa nè. Ở đây có cái chiếc gì nữa nè các bạn. Trời ơi. Lại là một cái chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Xe bully cứu hỏa nha. Dính rất là nhiều cát luôn á. Rồi mình để nó vào đây. Trời ơi sớm giờ mình tìm nè các bạn. Mình tìm rất là nhiều đồ chơi ở đây luôn á các bạn ơi. Giờ mình xem ơi, coi còn không. Quăng mấy chiếc này lên. Mình đào nguyên cái kho báu đồ chơi luôn các bạn ơi. Đào cát mà mình đào nguyên cái kho báu luôn. Ôi ôi các bạn ơi, hình như là hết đồ chơi rồi. Hết đồ chơi rồi các bạn. Ôi mình đào ở đây rất là nhiều rồi. Hết đồ chơi rồi các bạn ơi. Hết rồi. Đây là tất cả những món đồ chơi hồi nãy giờ mình đã tìm được nữa các bạn ơi. Rất là nhiều ha. Bây giờ mình sẽ xem lại những cái chiếc xe này là xe gì nha các bạn. Một chú Ben 10 nè. Ben 10 đang cầm súng nè các bạn. Mình để đây nha. Còn đây là một cái chiếc xe bắn súng nữa các bạn. Xe địa hình bắn súng nha. Rất là đẹp luôn. Có một cái anh robot ở đây nè các bạn. Xe bắn súng. Đây là một cái chiếc xe bu ly cứu hỏa. Xe cẩu múc cát khổng lồ. Còn đây là một cái chiếc xe cứu hỏa thang nha các bạn. Đây có cái thang gấp nè các bạn ơi. Rất là hay luôn. Đây là một cái chiếc xe cẩu múc cát nha. Xe cẩu múc cát nè. Đây là một cái chiếc xe bu ly cảnh sát.
rất là dễ thương. Đây nữa nè các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Bully đó, những cái xe bully này thì rất là đẹp luôn các bạn ơi, có những cái con mắt đó, rất là dễ thương ha. Đây là một cái chiếc xe tải chở cát nè, giờ mình sẽ thử mình xúc cát lên đây nha, xúc cát lên chơi thôi. Ui, ui, ui. Rồi đầy xe các bạn ơi, đầy xe rồi đổi thôi. Còn đây là một cái chiếc xe cẩu múc cát khổng lồ nữa nè các bạn ơi. Wow, chiếc này rất là to luôn các bạn, chiếc này mà xúc cát là chắc được nhiều cát lắm luôn á. Để mình thử mình xúc cát rồi, mình thử mình xúc cát nha. Nó một nè, hai nè, ba gào cát luôn các bạn ơi, gào cát rất là to nha. Còn xe cuối cùng nè các bạn ơi, xe chở thú nè, có chứa những cái chiếc xe xe bully bên trong như các bạn, rất là đẹp luôn á. Bây giờ chắc mình sẽ mang những cái món đồ chơi này đi về nhà, mình sẽ rửa lại nha các bạn, mình rửa lại rồi mình sẽ chơi nha. Mình sẽ đếm coi bao nhiêu chiếc xe nha các bạn. Ở đây mình có một cái xe này nữa nè các bạn, đây, 3 chiếc luôn. Rồi xe bu ly nhiều quá, xe bu ly nè. Mình sẽ đếm thử bao nhiêu chiếc xe bu ly nha. Một chiếc nè, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc xe bu ly nha các bạn, sáu chiếc. Rồi bây giờ mình sẽ đếm những cái chiếc xe lớn này nha. Một nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ôi, tám chiếc xe nha các bạn, tám chiếc xe bự luôn. Ở đây có mấy chiếc xe nhỏ nữa nha các bạn ơi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn. Tất cả mình tổng cộng ở đây là 14 món đồ chơi nha các bạn. Rồi bây giờ mình phải đi về rồi các bạn ơi. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.